đội Capcom Lipa, nước thực thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình. Không gì khác ngoài là review tiếp những cái con game MU mà mình đã thường làm. Và hôm nay mình quay lại một cái con game MU là Lemuria Orin. Thì đây là một cái phiên bản mà Lost Container xe sành 11, 12 hiện giờ nó đang nâng cấp anh em ạ. Và có một cái hơi khác lạ là trong phần sự kiện nó sẽ bỏ một cái sự kiện Double Ganger, còn gọi là Mời Cung Nhân Bản. Mình sẽ vào cho anh em xem luôn. Bây giờ nó chỉ còn có là Quyết Lầu, Quảng Trường Quỷ, Hỗn Nguyên Lầu, chỉ còn ba cái phổ thông của những cái xe sành thấp. Những xe sành cao như là xe sành 10, 11, 12, 13 trở lên 18 thì nó sẽ có thêm một cái là Double Ganger, còn gọi là Mơ Cung Nhân Bản. Còn bây giờ là những anh em nào mà cài ngọc á thì không có cửa cài nữa rồi, và cho lại một cái server cực kỳ là im ái, không còn bị lan đít nữa. Anh em có thể là quay lại chơi với một cái là nhẹ nhàng nhất có thể nha. Qua tiêu đề chính hôm nay, mình sẽ vào trong đây mình khảm một cái update bơi vào trong một cái chân. Cái chân của mình là nó chưa có cái dòng update nào hết, update sụt thì mình còn 7-8 viên làm, nhưng mà mình để đó mình chỉ chừa lại. Hôm nay là mình đang làm nhiệm vụ để mình kiếm trao đủ 100 trao, kèm theo đó là 1000 blade nữa là chúng ta sẽ có được một viên update B. Thì một lát nữa mình sẽ khảm vào trong cái chân xem là nó có được cái gì. Và một cái thứ hai là mình sẽ khảm vào một cái là nguyên tố thuộc tính là phòng thủ thuộc tính level 3. Hiện tại là mình chỉ có cấp độ 4 và hy vọng là bao nhiêu cờ re đây là nó cho chúng ta lên được bao nhiêu. Không phải lấy cờ re mà mình đập vô cái dòng thuộc tính được nha. Cờ re chúng ta phải quay ra một cái là Gune đó, một lát nữa mình sẽ quay ra cho anh em xem luôn. Và xin giới thiệu với anh em, đây là một con nhân vật cực kỳ quen thuộc và mình cũng là rất là đam mê với nhân vật này luôn. Nhân vật này có tên là GL Thương Thủ nghe anh em, còn gọi cái tên tiếng Anh nó là Rowland. Thì không biết là đọc có đúng hay không, nhưng mà biết cái gì đọc cái đó anh em ạ. Đây là một con GL Thương Thủ nè. Hiện ở phiên bản chuẩn của WebGen thì ở cái xe sành 10 trở lên, 10, 11, 12, 13 trở lên là nó mới có con nhân vật này. Không ngừng lại ở đó, qua những cái bàn tay phù thủy của những AD Việt Nam và những cái phiên bản của mobile thì con GL này nó sẽ xuất hiện ở một cái là xe sành 6. Xe sành 6 thì chúng ta sẽ gặp mặt được một cái thương thủ GL này, không quá khác biệt và cũng không quá xa lạ. Đây là một cờ lát mạnh dời thiên tấn công và cũng phòng thủ rất là tốt so với những cái chủng tộc còn lại. Nó sẽ có một cái lượng đam rất là to và một cái lượng thủ rất là tốt ở trên phiên bản chỉnh của PC. Còn phiên bản của mobile á, thì nó không có được tốt cho lắm, nên anh em cũng đừng có đặt quá niềm tin. Và đây là một class thứ 3 nhân vật nữ. Vũ khí thường dùng á, là một thương và một khiên. Cách cộng điểm thì nó cũng cực kỳ dễ anh em. Nếu mà cái phiên bản mà non, nếu phiên bản non các anh em có thể là cộng sức mạnh vừa đủ để mặc đồ mặc vũ khí, còn bao nhiêu là cộng mắt vào trong nhanh nhẹn, những mục khác thì không cộng. Còn nếu mà những cái phiên bản mà reset thì các anh em cộng bên phần sức mạnh nhé. Nhanh nhẹn thì cộng ở một cái mốc cố định nào đó, còn cái đam chuẩn của nó là bên sức mạnh. Vì cái con nhân vật này mình đã có làm rất là nhiều những cái thông tin cơ bản, thì mình đã có review rất là nhiều. Anh em có thể là vào trong kênh mình xem để ủng hộ, gõ ra những cái tiêu đề như anh em cần biết, như là cách cộng điểm G của GL, cộng điểm Master cho GL, hay là cách chơi game MU, thì anh em có thể là lên trên kênh Trải nghiệm TV của mình nha. Hoặc là các anh em có thể là gõ là A cộng ba cần câu, viết liền với nhau luôn, không cần giấu gì hết là nó sẽ ra. Theo là mình sẽ về mình làm hai cái mục chính mà mình đã nêu ở một cái thời gian đầu, đó là xây ra một cái viên test khảm vô một cái chân và mình sẽ nâng cấp ốp thuộc tính. Hiện tại thì vào trong server nó không có còn tình trạng mà lan giật lắc các kiểu, nên anh em có thể là trải nghiệm một cái là rất là tuyệt vời, thoải mái. Vào trong đây, đây mình còn 7 viên ốp test của cái viên sụt đây, còn ốp test bơi á thì mình chưa có. Mình sẽ lấy nguyên liệu ra. Ở đây là mình đã có hơn là 100 viên nè. Và bơi á thì mình cũng hơn 100 viên luôn. Hôm nay cài cuốc các kiểu anh em ạ, mới có chứ không phải là muốn có là có đâu. Mình đang đi làm nhiệm vụ trên đây đây. Hiện tại nhiệm vụ ở trên là Thô Tum thì mình được là 469, quy định của nó là 600 con mà mình được là 469 này, cũng sắp sửa lượm được 18 viên trao. Hiện tại trao bây giờ nó đang có giá rất là cao nha, thậm chí là nó cao hơn cái đồng tiền tại bơi của mình nữa. Các anh em muốn khảm một cái viên test, xây được một cái viên test thì các anh em lên trên map là Echagon cho mình. Lên trên đây thì anh em cũng đang có xây những cái viên test, thì lại đây mình sẽ xây viên test cho anh em xem. Đầu tiên các anh em bấm vào trong đây và chọn cho mình là cái update. Ở đây nó có hai loại update nha, ở trên là update trang bị và dưới đây là update của mấy con thú. Anh em bấm vô update B. Nguyên liệu thì mình đã có nè, mình có là 117 trao, và B thì mình có rất là nhiều. Đây, mình hơn 1000 lần.
thì mình sẽ xây số lượng 1 nha. Lượng điểm của mình nó là nó đã full, nó không có cho mình ăn được những cái điểm nữa. Những cái điểm đó là sao? Những cái điểm trong cửa hàng nè. Cái điểm trong cửa hàng bây giờ chỉ còn một số anh em còn lại thôi, như mình đây. Mình còn lại những cái điểm cửa hàng như gì đây, là mình đã có mua, mình tích trữ lên nè anh em. Nó còn được một số vật phẩm ở đây mình chưa có dùng tới nè, cũng còn rất là nhiều nha. Cho nữa mình sẽ quay lại combat vì mình có ba cái bùa nè, Mugen 12 giờ còn rất là nhiều nha. Còn một số hạt nhỏ của mình cũng còn luôn, chứ không phải là không còn đâu. Thì hiện tại mình sẽ bấm vào trong đây, mình sẽ tháo cái chân mình xuống nha. Mình định mồi anh em à, tại vì lâu lắm mới farm được 100 trao. Mình định lấy mấy cái viên sụt để mà mình mồi, nhưng mà cái này mình sẽ test là hên xui cho anh em xem luôn, là một phát một ăn luôn, xem là nó sẽ ra cho cái ọp mình là cái ọp gì, có được tốt không, có được ngon không. Hiện tại mà ở trên trang bị của mình á là mấy cái ốp này nó rất là đẹp rồi. Đây, ba món này mình rất là ưng. Còn có cái tay này á thì nó không bằng nhưng mà cũng là rất là tốt nha. Tại vì là sức mạnh thống kê cơ bản và phòng thủ cơ bản. Như vậy là cũng rất là ngon rồi. Chỉ còn có cái chân. Mong chờ cái chân này nó sẽ cho chúng ta một cái kỳ tích nữa. Mình sẽ vào trong đây, mình qua bên đây, mình ở đây là mình có một cái là update B thì mình bấm vào trong đây. Trong đây thì nó sẽ sổ ra trang bị cho mình muốn khảm cái gì thì bấm vào cái đó. Hiện tại thì mình đang có cái chân là mình chưa có khảm nè, thì mình sẽ bấm vào cái chân nha. Chân thì nó cho chúng ta những cái tỷ lệ rất nhiều, anh em bấm qua bên đây nè, nó sẽ cho những cái thông tin cơ bản rất rất là nhiều luôn. Từ trên đây dài xuống, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta ba ốp lần nha. Like thì chỉ có một ốp, sụt thì được hai ốp, và bơi thì được ba ốp. Xem là ba ốp này nó cho chúng ta được cái gì. Mỗi một lần quay thì nó yêu cầu gen của chúng ta là 40 triệu nè, tỷ lệ thành công là 100%, nhưng mà cái dòng nó sẽ ra random, nó không phải ra cái dòng whip đâu. Thì mình sẽ bấm đây, sức mạnh, phòng thủ và tăng lượng gen rất là khấm anh em à. Có được một dòng sức mạnh thì cũng tương đối là ổn đi. Cái dòng phòng thủ á, thì nó sẽ chuẩn hơn cho cái bộ trang bị. Và mình bị lỗi là một cái dòng gen. Bộ hiện tại mình đang thiếu gen lắm hay gì AD cho dòng gen. Ba ốp dù gì nó cũng phải đỡ hơn một ốp. Mình sẽ trang bị lên lại. Như vậy nó cũng khá là thành công rồi anh em à. Ra được ba ốp đây. Cái nào cũng ba ốp hết. Nhưng mà nó chưa có mãn nhãn lắm. Đó là cái mục mà mình đã khảm một cái viên test B và khảm vô trong một cái chân của mình. Cái chân á, thì nó cũng đã đều nguyên bộ đồ rồi. Từ là mũ, áo, quần, tay và chân là đầy đủ, đều có update B hết. Tiếp theo là mình sẽ nâng cấp cái thuộc tính nguyên tố của cái phòng thủ level 3 lên. Muốn nâng cấp được thì anh em phải kiếm cái Gune. Gune đó anh em qua bên Ebelan một cho mình. Qua bên đây rồi anh em chạy lại ở đây nha. Các anh em chạy lại cô này nha. Ở đây nó sẽ có cho xây chúng ta ra tỷ lệ là B, thì mình sẽ xây ra những cái vật phẩm như gì đây. Nếu mà may thì chúng ta sẽ xây ra được như vé đổi master, hay là những cái viên bùa chống mắt đồ, hay là những cái gương. Ở đây là cái up bên thú cởi nó cũng y chang như luôn. Nó sẽ có những cái viên để đặt thuộc tính nè. Tất cả những cái này thì mình đã có review chi tiết rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong đây cho anh em xem lại thôi. Ở bên cái con game mà ERA of Logenkia nó chỉ cho chúng ta là ba cái vật phẩm hơn trước thôi. Còn những cái thông tin đó sao là nó không cho đâu. Nên là khi mỗi lần xây á, thì cái này em cắt hội hợp. Còn cái này cũng vậy. Cái này nó cũng có là một cái chế độ là cái mục xây cho chúng ta. Nhưng mà cho chúng ta biết là ở sau nó gồm có những gì. Và khi các anh em kiếm Gune nè. Cái chữ Gune nè. Ở đây nó sẽ cho chúng ta quay. Nếu mà cũng là hên xui. Mỗi một lần quay là chúng ta sẽ tốn là 25 cara. 25 thì nó sẽ cho chúng ta ra random. Nếu mà ăn mai thì sẽ được 500. Còn nếu mà đen thì chỉ được có 5 thôi. Thì ở đây mình sẽ xây cái chế độ là cho nó 10 lần nha. Tại 10 lần lúc nào cái tỷ lệ nó cũng cao. Mình vào trong đây mình điểm ra cho anh em xem nè. 1k, 2k, 3k, 4k, 5k của mình là được 5k7. Xem 5k7 này nó cho chúng ta là được bao nhiêu cái viên chuối xanh, còn gọi là cà re nha. Mình sẽ bấm lên chế độ là 10 và kết hợp cho anh em xem. 10 mà nó chỉ cho chúng ta là 27 nè. 30 các anh em thấy không, tỷ lệ của nó khấm kìa. Tỷ lệ cực kỳ khấm anh em à. Bởi vì sao mà nó bán mắc. Mỗi một lần 10 mà nó chỉ cho chúng ta 37 thôi. Quá lỗ rồi anh em ơi. Nhưng mà không sao nha. Có đỡ hơn không? Đấy, nó lên được 130 là cao nhất. Xem tổng thu nhập của mình là được bao nhiêu. Thu nhập của mình đây, mình sẽ vào trong đây cho anh em xem. 100 nè, 200, 300, 400, 450, 500, 600 và 700. 700, 800, 900, 1k. Của mình tròn chèm là được 1k1 anh em à. Được 1k1 thì mình sẽ tắt tay với cái win này luôn nha anh em. Được 1k1 mảnh thì mình sẽ nâng cấp cho em ấy luôn. Hiện tại nó đang ở level 4 thì mình sẽ bấm vào nâng cấp đây. Nâng cấp ở đây nó sẽ là tùy chọn nguyên tố. Thì ở đây mình đang ở chế độ như gì đây. Tỷ lệ thành công á thì nó chỉ có là 65 thôi. Thì ở đây là mình sẽ cho một phát là ăn luôn. Cái này là không cần mồi nha anh em. Cứ việc nếu mà mình dư giả thì có bao nhiêu thì mình cứ lít vô bao nhiêu, chứ không cần phải mồi đâu. Tại vì cái này không phải như đập đồ. Đập đồ á thì mình cần mồi. Còn tăng thuộc tính máu này mình cũng không cần mồi nè. Và tăng nguyên tố này cũng không cần mồi đâu. Theo mình như vậy mình đã đập mấy cái rồi. Lên cũng được 15, mình không có cần mồi anh em. Và hiện tại thì mình sẽ cho anh em xem cho nó lên luôn nha. Cứ bấm điều tay vào anh em. Điều tay vào là hy vọng cho nó lên luôn. Đang 8 rồi anh em à. Đang lên 9 đó.
Thừa thắng xông lên nha. Đang ở chế độ là 18 rồi 9, 11, 12 hoài anh em à. Nó không lên anh em. Gần hết của mình rồi nhưng mà nó không lên. Nó càng lùi về sau chứ nó không có lên được nữa. Lên 15 rất là chua anh em à. Cứ 9 qua 10, 9 qua 10. Không khéo là mình không lên được 13 luôn á anh em à. Rồi như vậy là sắp hết nguyên liệu của mình rồi anh em. Thật tình là chỉ lên được 13 thôi anh em à, không lên được 15, cực kỳ khấm luôn. Tại hiện tại nó lên tới đây là mỗi một lần lít của mình là 11 quả gune, mà hiện tại nó đang ở 13. Tỷ lệ của mình nó cực kỳ khấm. Và hiện tại mình đang hết cờ ghe nữa nên mình sẽ dừng ở cái mốc là 13 nha. Cái mốc 13 này cực kỳ khấm anh em à. Từ 11, 12 rồi đảo lên 9, đảo lên 8. Nó không có xuống về mo nha. Nhưng mà nó ở cái mốc là 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11 thì của mình tiêu đâu đó là hơn 1k gune rồi mà chỉ lên được 13. Cực kỳ khấm nha. Lúc trước á, thì mình vào trong đây mình ăn may được hai cái win. Mình giả một tăng một là nó sẽ lên. Mình chỉ xịt có mấy cái thôi là nó lên 15 luôn. Còn cái này lâu lâu vào trong đây lại AD nó kêu phải cúng cho nó một cái gì đó. Nó mới cho lên anh em à. Thì hiện tại mình xin tạm ngưng ở cái mốc là cấp độ 13 nha. Chưa có lên được 15 nhưng mà 13 thì nó cũng rất là tốt rồi. Ở nãy mình chỉ có là cấp độ là 4 thôi. Bây giờ lên 13 thì hiện tại mình lên đã lên được 9 cấp đó anh em. 9 cấp như vậy thì nó cũng khá là ngon lành nha. Thì mình sẽ trang bị lên lại. Ở như vậy là chúng ta sẽ có một cái lượng phòng thủ nó khá là tốt. Hiện giờ Gune nó bán với trị giá cũng rất là cao. 50 Gune nó bán là 90p. Thì như vậy chúng ta cũng không có cần thiết phải mua. Tại vì cờ re á, thì anh em có thể là farm ra nó có tỷ lệ nó rất là nhiều. Hoặc là các anh em có thể là mua cờ re. Cái level thuộc tính của mình càng cao thì mình chống chịu một cái bãi quái thuộc tính nó càng cao nha. Mình sẽ lên mình test lại cho anh em xem. Gió thì mình sẽ đi dưới đó. Hiện tại thì mình đang nâng cấp nội công cho nó được hai món. Cái thứ nhất là mình đã nâng cấp thuộc tính cho một cái win. Cái thứ hai là mình đã nâng cấp được một cái chân cho nó thêm một cái update cho nó rất là ngon lành nha. Hiện tại quái nó cắn mình cũng còn khá là đau. Cắn được cả trăm mấy máu anh em à. 400 mấy máu là cắn khá là đau luôn á. Xem nó có bị lỗi cái gì không mà nó còn cắn đau vậy. À nó không bị lỗi gì hết. Hiện tại cái con thương thủ của mình thủ nó khá kém anh em à. Đang cởi một con sói. Đang cởi con cáo thì mình sẽ đưa cái con sói lên xem sao. Phòng thủ thì cũng tạm được nha anh em. Hiện tại thì mình đã cho một cái này lên cấp độ là 13. Hiện tại thì nó lên khá là chát. Mình không còn nhiều. Nếu mà mình còn nhiều thì mình sẽ tắt tay cho nó lên 15. Nếu mà hôm nãy còn nhiều nếu mà mình khả năng của mình dạng tay là nó sẽ lên 15. Tại vì ở 9 mà nó lên là 10, 11, 12, 13. Các anh em thấy là nó không gãy cái nào luôn. Thì cái đó theo mình nghĩ mà mình không trùng tay, mình không ngưng lại mình nói chuyện với anh em thì chắc chắn nó sẽ lên 15. Và mình nhìn lại, các anh em thường thường người ta nói là liệu cơm gấp mắm thì hiện tại là mình đang còn có bao nhiêu đây? Mình không có còn chỉ số nó nhiều á. Nếu mà còn chỉ số nó nhiều tầm khoảng 1k, 2k thì hôm nãy mình đã đung lên cho nó lên 15 rồi anh em à. Chứ không có đẩy 13 đâu. Nhưng mà nó ở chế độ 13 thì nó cũng rất là tốt rồi. Hôm nãy 4 mà mình còn chơi được mà bây giờ 13 là không được sao anh em?
Hiện tại cái lượng RAM của cái con thương thủ của mình thì nó cũng khá là tốt, cũng không có tệ lắm nha. Và anh em nào chưa biết về một cái con game mobile, nó vừa phiên bản mobile vừa phiên bản PC, thì có thể là vào trong đây xem rồi tham khảo. Chừng nữa mình sẽ có để cái link tải cho anh em biết ở cuối phần video cho anh em biết, mà nếu mà có tham gia thì vào trong đây đã trải nghiệm. Trong đây chơi á, thì các anh em cũng không có cần quá bỡ ngỡ. Vào kênh mình á, mình có làm rất là nhiều clip về cái series của con game này. Anh em vào trong đây chỉ cần là chịu khó xem ủng hộ kênh mình chút xíu thôi là các anh em sẽ biết về con game này, thì mình đã làm cũng rất là lâu rồi anh em. Hôm nay clip của mình đó là làm được hai món nha, cũng chưa có được gọi là thành công viên mãn, tại vì đây chỉ có là cấp độ được 13, còn bên cái chân này nó bị lỗi thêm một cái dòng gen. Nếu mà cái này nó không có cái dòng gen nữa, nó ra cái dòng gì cũng được, nhưng mà cái dòng XD hay cái dòng tăng HP đâu, cái nào nó cũng ngon hết, nhưng mà mình bị lỗi cái dòng gen thì nó hơi khấm nha. Và cái video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.